Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin soái TV của chúng tôi. Chương trình thời sự của chúng tôi hôm nay xin gửi tới quý vị một điểm nóng khác đang hình thành, như là một dấu hiệu thời kỳ suy tàn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi đêm hôm qua một đồn biên phòng giáp với Ấn Độ, lực lượng lưu vong đã tổ chức tấn công tiêu diệt toàn bộ hai đoàn trung đoàn lính của Trung Quốc đang làm nhiệm vụ tại đây. Các đạo sĩ cao thâm mang màu sắc huyền bí cũng có tham gia vào cuộc cần tấn công này. Diễn biến vụ việc này ra sao? Xin mời quý khán thính giả lắng nghe bản tin cập nhật mới nhất của chúng tôi. Kính thưa quý khán thính giả, từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc xâm lược chiếm đóng Tây Tạng năm 1959, dẫn đến Đức Đạt Lai Lạt Ma và thần dân của mình phải sống đời lưu vong, nhưng trong lòng họ vẫn luôn hướng về quê hương không bao giờ từ bỏ chủ quyền của mình mặc cho đảng cộng sản trung quốc chiếm đóng và thống trị bất hợp pháp các cuộc đấu tranh nổi dậy liên tục nổ ra để đòi lại độc lập cho vùng đất thiêng liêng này của họ trong quá trình tranh đấu này nhiều vị đạo sĩ cao tăng với nhiều công năng phép lạ mà người ta hay nhắc đến về một tây tạng mang màu sắc huyền bì không thể khám phá hết đã thi triển tài nghệ của mình và từng làm cho quân trung quốc nhiều phen trao đạo nhưng như phải tuân theo một quy luật tự nhiên, những hành động mang đậm nét sức mạnh huyền bí này chưa đủ và chưa phải lúc để làm cho Cộng sản Trung Quốc sụp đổ và trao lại quyền tự do cho mảnh đất kỳ bí nhất trên thế giới này. Kính thưa quý khán thính giả, trong một diễn biến liên quan, vào khoảng 10 giờ tối hôm qua, lực lượng Tây Tạng lưu vong khoảng 100 người đã tổ chức tấn công vào một đồn biên phòng của Trung Quốc. Với gần một sư đoàn lính đang đóng tại đây, Cuộc tấn công bất ngờ được mở màn bởi nhiều loại vũ khí hiện đại, được bắn dồn dập vào quân Trung Quốc, sau đó họ tổ chức tấn công với những tiếng hô sung phong vang trời để làm khủng hoảng tinh thần đối phương. Có rất nhiều lính Trung Quốc vì quá hoang sợ, với những tiếng hô như sấm đá bỏ chạy, thì bị các chỉ huy của họ bắn chết tại chỗ. Một cuộc đụng độ dữ dội giữa hai bên đã xảy ra, đặc biệt trong trận đánh này, xuất hiện năm vị đạo sĩ với súng trường lăm lăm trong tay họ can quét bắn vào đám đông lính trung quốc như thể vào chỗ không người với những thủ pháp lanh lẹ uyển truyền giống như thuật kinh công mà người ta hay chứng kiến trong các bộ phim kiếm hiệp của kim dung làm choáng váng tầm nhìn và sự phán đoán của lính trung quốc điều kỳ lạ là năm vị đạo sĩ này thỉnh thoảng có bị trúng đạn nhưng không gây ra bất kỳ tổn thương nào trên cơ thể của họ điều này làm cho lính trung quốc vô cùng hoảng sợ khi họ lên tưởng như thể mình đang đối mặt với một giáo bốt. Trong phim trường Hollywood, tinh thần của các binh sĩ Trung Quốc gần như bị suy sụp hoàn toàn. Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, lực lượng Tây Tạng lưu vong đã tiêu diệt hoàn toàn ba trung đoàn lính, số còn lại bỏ chạy thuộc mạng, để tìm kiếm sự cứu viện của các lực lượng khác. Lực lượng Tây Tạng cũng có hơn 20 người thiệt mạng và bị thương trong vụ chạm trán nảy lửa này. Họ cũng tổ chức rút lui sau đó cùng với 20 người trên. Sự cố mới nhất này đã làm cho Tập Cận Bình và giới lãnh đạo Trung Quốc đứng ngồi không yên. Tập Cận Bình ngay sau đó đã cho tăng cường lực lượng lên khu vực này. Diễn biến vụ việc mới nhất này ra sao, chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị khi có những thông tin cập nhật mới nhất. Mời quý khán thính giả theo dõi tiếp về các diễn biến liên quan tới việc Ấn Độ tuyên bố đã sẵn sàng chơi quân bài Tây Tạng để đối đầu với Trung Quốc. Và những bí ẩn tâm linh khiến cho các nhà khoa học phải bỏ tay. Mời quý khán thính giả chú ý lắng nghe. Kính thưa quý vị, thời điểm 20 lính Ấn Độ bị giết trong cuộc đồng độ tại thung lũng Kawam ở biên giới Trung Ấn. Sự tức giận của công chúng Ấn Độ đối với Trung Quốc có thể cảm nhận được. Một số người Tây Tạng lưu vong phản đối Trung Quốc tại Đại sứ quán ở New Delhi. Ngày càng có nhiều lời kêu gọi phản ứng mạnh mẽ từ chính quyền, chính phủ Ấn Độ. Bao gồm cả việc tăng cường quan hệ đối tác với Đài Loan, cũng có những lời kêu gọi tăng cường hỗ trợ Tây Tạng và Đức Đạt Lai Lạt Ma. Khoảng 10 ngày sau cuộc đồng độ đã gọi đường kiểm soát thực tế, EAC phân chờ Ấn Độ và Trung Quốc là biên giới Ấn Độ Tây Tạng. Một số điểm đáng chú ý tại đây. Trong bối cảnh cuộc đồng độ, đây dường như là một nỗ lực nhằm nhen nhóm lại vấn đề Tây Tạng, điều mà Ấn Độ đã làm nhiều lần mỗi khi có xung đột với Trung Quốc. Tất nhiên đây là tin tốt đối với các nhà hoạt động Tây Tạng, những người đã tìm kiếm sự hỗ trợ tích cực của Ấn Độ trong một thời gian dài. Một nhà văn, và nhà hoạt động Tây Tạng trong cuộc phỏng vấn gần đây trên một phương tiện truyền thông đã lập tức nói rằng biên giới phải được gọi là biên giới Tây Tạng chứ không phải là biên giới Trung Quốc. Không có gì đáng ngạc nhiên giới truyền thông Trung Quốc đã bình luận về quan điểm của Ấn Độ và phản đối chúng hiện đang có tranh luận về việc Ấn Độ nên trả lời câu hỏi Tây Tạng như thế nào trước áp lực gia tăng của Trung Quốc. Một số nhà bình luận Ấn Độ ủng hộ chơi quân bài Tây Tạng trong khi những người khác có phần thân trọng hơn ngay trước cuộc xung đột hiện nay. Trước đó, năm 2018, Tổ chức Dân tộc Chủ nghĩa theo đạo Hindu đã lập luận về việc tài xuất chính sách. Xuất hiện chính sách về Tây Tạng của Ấn Độ, những tiếng nói như vậy đã trở nên to hơn. Một sĩ quan quân đội cấp cao đã nghỉ hưu, đã viết về tầm quan trọng chiến lược của Tây Tạng. Và lập luận rằng thời gian đã đến để thách thức tính chính đáng trong yêu sách của Trung Quốc đối với Tây Tạng. Trong một ý kiến khác, Cục giám đốc lực lượng tình báo ở nước ngoài của Ấn Độ đã đưa ra một đánh giá mới về chính sách tây tạng của Ấn Độ. Ông lập luận rằng một cách tiếp cận chính sách mới của Ấn Độ đối với tây tạng có tiềm năng thực sự gây ra sự hỗn loạn lớn đối với Trung Quốc. Ông nói thêm rằng Ấn Độ có thể làm tốt để điều chỉnh chính sách của mình về vấn đề này với Mỹ và ông Hồ Đào Luật hỗ trợ và chính sách tây tạng năm 2019 đã được Quốc hội Mỹ thông qua và đang chờ phê chuẩn của thường viên Mỹ trước khi ban hành luật thông qua, quá trình. Tương tự một bài xã luận đăng trên tờ báo toàn quốc kêu gọi, suy nghĩ lại về chính sách Tây Tạng. Đối với lập luận rằng Ấn Độ đã có một cách tiếp cận không nhất quán với Tây Tạng, họ nói giờ đây Delhi cần phải trút bỏ sự tự do. Do dự không chỉ vì Tây Tạng là một lá bài, mà còn đang xen với các giá trị tự do. Trung tâm hòa bình trong tầm nhìn để chống lại Trung Quốc. Bài xã luận nói thêm rằng mặc dù Ấn Độ vẫn tiếp tục tôn trọng lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Nhưng Bắc Kinh đã không đáp lại, tất nhiên ý tưởng về quân bài Tây Tạng không phải là mới và nhiều nhà bình luận Ấn Độ trước đây đã cảnh báo chống lại một chiến lược như vậy. Ấn Độ không bao giờ có quân bài Tây Tạng, vì Ấn Độ và ngay cả người Tây Tạng đã chấp nhận công thức một Trung Quốc và những nỗ lực của Ấn Độ để giữ quân bài Tây Tạng chỉ khiến Trung Quốc tức giận mà không thu lại được điều gì. Cuối cùng không có khả năng chính phủ Modi sẽ thực sự chơi quân bài Tây Tạng nào bất chấp tuần suất và sự nổi bật của những người tranh luận về những vấn đề này. Những ý kiến này nhiều khả năng là sự phản ánh của sự tức giận đối với Trung Quốc thay vì suy nghĩ cẩn thận về các đề xuất chính sách. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan về chính sách của Ấn Độ đối với Tây Tạng trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị theo dõi, tiếp những bí ẩn tâm linh khiến các nhà khoa học phải bó tay. Thưa quý vị, năm 1949 tại Đài Loan xuất hiện trường hợp mượn thể hoàn hồn gây sốc trên thế giới. Các tờ báo khi đó đã xuất bản rất nhiều câu chuyện ly kỳ chấn động thế giới cho đến giờ. Nó vẫn là một bí ẩn khiến các nhà khoa học phải bỏ tay. Hòn đảo ma bí ẩn ở bờ biển phía đông của Canada có một hòn đảo. Căn cối, hòn đảo này có một điểm lạ đó là đến cỏ cũng không mọc. Những con chim cũng không dừng chân. Không có bất cứ một thực vật nào đều trồng không hết, chỉ có lớp đất đá màu xanh kỳ lạ. Là bất cứ khi nào tàu biển tiếp cận các vùng lân cận của đảo, thì la bàn sẽ đột nhiên bị biến mất. Toàn bộ tàu thuyền giống như bị bỏ bùa mê và lập tức bị thu hút bởi hòn đảo nhỏ này, vì vậy đã khiến cho các tàu bị mắc cạn. Hòn đảo biết du lịch ở vùng biển Nam Cực Tây Nam Bản Cầu cũng có một hòn đảo biết du lịch, gọi là đảo Ba Vét, nó có thể tự động di chuyển mặc dù không chịu sự ảnh hưởng của bão năm 1793, một nhà thám hiểm người Pháp đã lần đầu tiên phát hiện ra hòn đảo này, đồng thời cũng xác định được vị trí chính xác của nó. Thật đáng ngạc nhiên, sau hơn 100 năm khi đoàn thám hiểm của người Na Uy đã bước chân lên đây thì hòn đảo với diện tích tại 58 km vuông này đã thực sự di chuyển về phía Tây, 2,5 km rồi. Hình ảnh của Đức Giáo Hoàng xuất hiện qua ánh sáng lửa trải trong buổi lễ tưởng niệm hai năm người mất của giáo hoàng tại Ba Lan, một nhiếp ảnh gia nghiệp dư. Rất có trong khi chụp ảnh lừa trai đã phát hiện một hình bóng tương tự như Đức Thánh, John Tawai, bức ảnh kỹ thuật số được ghi lại với thời gian hiển thị là 212730, trùng hợp ngẫu nhiên với thời điểm Đức Giáo Hoàng qua đời. Tại thành phố của nước Mỹ là một ngày bỗng dưng phát hiện ra bức chân dung của Chúa Giêsu dưới rời đáy bàn nhà mình. Phát hiện này khiến cô rất vui, cô dự định giữ lại chiếc bàn là vì mua thêm một chiếc khác để dùng, cảnh cửa địa ngục suốt 37 năm vẫn chảy không ngừng tắt. Cổng địa ngục này nằm ở Ukraine, năm 1974, các nhà địa chất trong quá trình khoan khí đốt tự nhiên đã tình cực phát hiện ra hang động này, vì nó quá sâu và rộng, cho nên đến giờ vẫn không có ai dám khám phá nghiên cứu sâu bên trong nó. Hơn nữa trong đó lại chứa đầy các chất khí dễ cháy, sau đó họ có quyết định nên đốt cháy chất khí trong đó trước. Và dự định sau khi tất cả các loại khí độc khác đã được đốt cháy hết thì sẽ thăm dò nghiên cứu sâu và bên trong. Nhưng kể từ đó hang động này giống như trở thành một địa ngục. Ngọn lửa cháy suốt không ngừng trong 37 năm thật đúng là điều kỳ lạ của trái đất. Thông tin về các cuộc xung đột gần đây giữa Triều Tiên và Trung Quốc đang trở thành tâm điểm chung của các nhà quan sát. Một số thông tin cho biết rằng trong thời điểm bộ binh của Triều Tiên đã vượt qua khu vực sông áp lục để tiến vào đất liêu ninh và cắt lâm của Trung Quốc, một lực lượng lớn quân sự của Trung Quốc cũng cho là đang xây dựng một thế trận vững chắc, trong đó có lữ đoàn cảnh vệ thứ 70 của Trung Quốc, chính là một đơn vị được đánh giá là vô cùng tinh nhuệ, trực tiếp tham gia chiến trận tại khu vực này nhằm cản đường tiến quân của Triều Tiên sâu vào đất liền đại lục của Trung Quốc. Thế nhưng trong một diễn biến bất ngờ, một số nguồn tin từ người dân địa phương cho hay rằng, một nhóm nhỏ đặc nhiệm Triều Tiên đã nhạy dù và đánh chiếm lô cốt đầu cầu trong đập tam hiệp của Trung Quốc, Đập tam hiệp chính là một con đập lớn trọng điểm với hàng loạt các yếu tố được cho là mang tính tự huyệt của người dân Trung Quốc. Đập này lớn nhất thế giới nhưng nó cũng chứa đựng hàng loạt các nguy cơ khác dành cho người dân hạ lưu. Nếu như con đập này bị vỡ, chắc chắn khoảng một phần tư diện tích Trung Quốc bị cuốn trôi ra Biển Đông, bao gồm Quảng Tây, Quảng Đông, Hồ Bắc, Hồ Nam, thậm chí một số trung tâm kinh tế như Thẩm Quyến và Thượng Hải cũng chính thức bị xóa sổ trên bản đồ thế giới. Điều đó khiến cho Trung Quốc vô cùng hoang mang. Nếu như Triều Tiên đánh nộ con đập này, chắc chắn Trung Quốc sẽ không bao giờ có thể giữ gìn lại được sức mạnh cho riêng mình nếu không muốn nói là những thiệt hại về nhân mạng và tài sản kinh tế là vô cùng lớn. Thậm chí Trung Quốc chính thức bị tan vỡ và Đài Loan nhân cơ hội này sẽ tấn công một số các khu vực khác cũng sẽ được tận dụng để cho Trung Quốc không có thể phát triển được như xưa. Đã từ lâu, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên không hề thân thích như người ta vẫn nghĩ. Một số bản tin tình báo Hàn Quốc cho hay, Triều Tiên từ lâu đã coi Trung Quốc là một kẻ thù. Kẻ phản bội, cụ thể Kim Jong-un đã ra lệnh cho treo tấm biển với nội dung Trung Quốc là kẻ phản bội và là kẻ thù của chúng ta. Các hậu vệ quân sự tại Học viện Quân sự Cảng Hàng Không, nơi đào tạo cán bộ hàng đầu của Triều Tiên. Tấm biển này được nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành đưa ra trong chuyến thăm Học viện vào năm 1992 khi ông đang rất tức giận trước việc Bắc Kinh quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao với Seoul. Ông Kim Nhật Thành đã yêu cầu các giới chức của trường theo tấm biện ghi tuyên bố này của mình cho đến năm 1995. Năm 2009, những tấm biện này cũng từng xuất hiện trong một thời gian ngắn sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ hai. Theo Kim Son của Hàn Quốc, mới đây, Kim Jong-un đã ra lệnh tiếp tục trao biển với nội dung này ở Học viện Kang -kong. Sau khi Trung Quốc đồng thuận với trừng phạt mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt lên Triều Tiên, lệnh trừng phạt này được đưa ra sau vụ bắn thử tên lửa tầm xa và vụ thử tên lửa hạt nhân lần thứ ba của nước này vào hồi năm ngoái. Những tấm biển này với nội dung tương tự cũng được treo tại các trường đào tạo cán bộ cấp cao của Đảng Lao động cầm quyền Triều Tiên. Cũng theo các nguồn tin của John Sean, các tấm biển còn cho các binh sĩ có cái nhìn thích hợp vào Trung Quốc, đồng thời hô hào của cách mạng trên bán đảo Triều Tiên mà không cần dựa vào sự trợ giúp bên ngoài, tròn tròn dẫn lời từ các nguồn tin khác, thẳng thắn nhận định quan điểm của chính quyền Triều Tiên là sử dụng Trung Quốc chứ không tin tưởng nước này. Được biết một số thông tin trước đó đã cho hay về một phiến cảnh có liên quan đến việc Trung Quốc bất ngờ lên án Triều Tiên và tán dương nước Mỹ. Cụ thể Bắc Kinh có thể đã chán nản với tình đồng minh lâu năm do Bắc Triều Tiên liên tục thử tên lửa hạt nhân bất chấp phản ứng của Trung Quốc cũng như cộng đồng quốc tế nghiêng về phía Mỹ trong thời gian gần đây. Ngoại trưởng Triều Tiên đã tuyên bố, Bình Nhưỡng sẽ thử tên lửa hàng tuần và sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bị đe dọa các ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng khẳng định rằng Bắc Kinh hiện nay rất quan ngại các hoạt động tên lửa hạt nhân của Bắc Triều Tiên, nên phát ngôn viên nhấn mạnh rằng các quan chức của Mỹ đã đưa ra một số bình luận tích cực mang tính xây dựng như sẽ sử dụng bất kỳ phương tiện hòa bình nào tham gia vào việc giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đạo Triều Tiên. Điều này là hướng đi chung mà chúng tôi tin tưởng là chính sách và cần được phải tôn trọng. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Triều Tiên có vẻ như không đi theo hướng đó, mà kênh truyền hình nước này vừa phát sóng một đoạn video tuyên truyền mô tả các cuộc tấn công tên lửa theo đuổi Mỹ trong biển lửa. Trong một cuộc phỏng vấn với đài BBC, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố, nếu Mỹ đủ liều lĩnh để sử dụng những biện pháp quân sự, điều đó có nghĩa là ngay hôm đó sẽ có một cuộc chiến toàn diện xảy ra. Bình luận về điều này, ông Lục đã nhấn mạnh rằng, những phát ngôn như trên của Triều Tiên không giúp hải nhiệt căng thẳng Trung Quốc, mạnh mẽ phản đối bất cứ tuyên bố nào vì các hành động này có thể căng thẳng leo thang. Quan điểm phản ứng của một nước phát triển vũ khí hạt nhân của Trung Quốc là vững chắc, rõ ràng và nhất quán. Ông Lục tuyên bố Tổng thống Mỹ Joe Biden thì đang gây sức ép với Trung Quốc lúc này kiềm chế từ Triều Tiên và nhấn mạnh rằng nếu như Bắc Kinh làm được điều đó thì quan hệ thương mại cũng như các vấn đề khác sẽ dễ dàng hơn. Các chuyên gia nhận định rằng Trung Quốc muốn Triều Tiên trở thành một cường quốc hạt nhân đồng thời chắc chắn muốn ngăn chặn cuộc chiến tranh tiềm năng với biên giới phía Nam nước này. Lý do là Bắc Kinh không muốn hàng triệu người tị nạn từ Triều Tiên đổ vào nước này, đồng thời tạo ra cải kết cho quân đội Mỹ hiện diện ở biên giới Trung Quốc. Trung Quốc từng lên tiếng kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc ngừng tập trận chung, Triều Tiên ngừng chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, lời của Trung Quốc đã bị các bên hưởng ứng được biết trong thời gian gần đây. Triều Tiên cũng đã lên án chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, đã lên án Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã cầu xin tăng cường các sinh hoạt trong Bình Nhưỡng trong chuyến thăm Trung Quốc vừa qua. Hãng thông tuần Johnson của Triều Tiên đã trích dẫn một bài viết của báo Sodong Shimen, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên. Vào ngày 27 tháng 3, lên án Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã cầu xin tăng cường sức ép và trừng phạt chống Bình Nhưỡng trong chuyến thăm Trung Quốc vừa qua. Bài bình luận nêu trên có nói, chuyến thăm của ông Moon Jae-in là một chuyến đi vô giá trị của một kẻ ăn may, tìm cách thoát khỏi sự cô lập quốc tế do chính sách theo đuổi mỹ ngoài ra các bài viết còn cho rằng chuyến thăm này nhằm gia tăng đối đầu thông qua việc tăng cường hợp tác với các thế lực bên ngoài trong nỗ lực trừng phạt và gây sức ép chống lại cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên Kết thúc 4 ngày khi Tổng thống Moon jae có chuyến thăm đến Trung Quốc, trong đó có cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Tập Cận Bình, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về 4 nguyên tắc lớn nhằm giải quyết chương trình hạt nhân của Triều Tiên một cách hòa bình và giảm căng thẳng trong khu vực. Trong thời gian gần đây, một số thông tin cho hay, sự xung đột trên bán đảo Triều Tiên là một điều hoàn toàn có thể diễn ra trong bối cảnh. Có một số thông tin cho biết, bán đảo Triều Tiên đang căng như dây đàn và biên giới Trung Quốc, thì lại khét mùi thuốc súng trong lúc cộng đồng quốc tế lại thở phào vì một cuộc chiến tiềm ẩn xung đột giữa Washington và Bình Nhưỡng. Kết thúc tâm điểm chú ý để lại là sự tập trung độ dồn về vùng biên giới giữa hai người khổng lồ, Ấn Độ và Trung Quốc. Xung đột đã xảy ra với gậy và đá sắt, mặc dù là khu vực hoang vắng với địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nhiệt, tranh giới giữa Himalaya và Bắc Kinh trở thành một điểm nóng quân sự trong những tháng gần đây. Cả hai cường quốc đang muốn mở rộng hơn nữa tầm ảnh hưởng ở châu Á của mình cùng với sức mạnh hạt nhân, nhà phân tích cho rằng tình hình rất dễ leo thang một cách khó lường. cả hai đang sôi sục chuẩn bị cho một chiến tranh. chuyên gia nghiên cứu châu Á cho biết đối với nhà nghiên cứu cấp cao về châu Á, tranh chấp giữa hai quốc gia đang phản ánh cách mà Trung Quốc và Ấn Độ muốn thể hiện vị thế của mình ngay trong châu Á. Trung Quốc là muốn làm tiểu ma vương trong khu vực, nhưng Ấn Độ sẽ là thách thức lớn vì nước này đang muốn được đối xử như là một cường quốc, thế lực ngân hàng, theo Richmond, Quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đã có một cuộc ẩu đả dọc khu vực biên giới phía tây dãy Himalaya. Các nguồn tin đã nói với Reuters bên phía Trung Quốc đã cố gắng xâm nhập lãnh thổ của Ấn Độ vùng Bangladesh thuộc Kami, lính Trung Quốc cầm gậy và sát gạch đá, đã xô sát với quân đội Ấn Độ. Cả hai bên đều bị thương nhẹ và không có cuộc nội súng nào diễn ra. Trước đó, hai nước thường có các cáo buộc về việc làm nhục lãnh thổ của nhau, nhưng các vụ đụng độ được cho là rất hiếm xảy ra đây được xem là những diễn biến căng thẳng nhất trong nhiều năm trở lại đây xin chân thành cảm ơn quý thính giả và các bạn đã lắng nghe tin tức chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất để gửi đến quý khán giả trong các bản tin kế tiếp của chúng tôi nếu quý vị và các bạn thấy thông tin của chúng tôi bổ ích thì đừng quên bấm nút like và bấm nút chia sẻ để tiếp cận được nhiều người và nhiều người biết đến hơn và một số quý khán thính giả thắc mắc với chúng tôi là tại sao mỗi lần chúng tôi đăng tải thông tin thì không nhận được thông báo Chúng tôi xin hướng dẫn quý khán thính giả như sau. Đừng quên bấm nút đăng ký và đặc biệt là phải bóp vào chiếc chuông để khi chúng tôi cập nhật và đăng tải những thông tin mới nhất thì quý khán thính giả sẽ nhận được thông báo và sẽ trở thành người nhanh nhất theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn thân ái. Chào tạm biệt.